Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Team tiếp theo là team quốc dân à. Team quốc dân nhé. Sơ đồ sẽ là 4-3-1-2. Không có cánh nè. Không có cánh thì chơi không quen lắm, nhưng mà thôi cứ thử đi nha. Mình sẽ ưu tiên chơi đội hình mặc định của anh em, tại vì nếu mà đổi đi thì nhiều khi những con hàng không phù hợp. Sơ đồ sẽ là 4-3-1-2. Cặp tiền đạo sẽ là Eusebio LH8 và Lewandowski mùa giải 2-4. CM sẽ là Nedved mùa LN+4. Goretzka, Rijkaard và Rodri sẽ là ba con hàng chơi phía sau. Goretzka là mùa 2-5, Rijkaard LN+4 và Rodri mùa giải 21+U5. Một tứ vệ gồm Richem, Varane, Richem 20U6, Varane BTB5, Rio BTB5, Dumfries BOE8 và Martinez mùa giải Olai+8. Chắc là để ba ông phía trên nhé, để ba ông tiền đạo phía trên đi, để cho hỗ trợ tấn công, phản công chứ. Dưới này thủ 7 ông chắc cũng chắc là kín. Bên nào? Lần này thì không ghi bàn nữa đi. Mà nếu mà sếp còn ảo ảo như Reiner á, chuyện bắt nhà luôn. Hay, mới nói anh chuyện hay vậy anh. Ôi em sai rồi. Giờ cái cần của mình có vấn đề đấy. Đây rồi. Lewandowski. 3 bàn, 3 tình huống. Mình truyền cho ông bên trong cơ. Đây rồi. Thôi vừa bàn trước nè. Ông nhây nữa. Đối phương dứt điểm thì hơi hiền. Quá dễ để bắt bài. Thôi xong rồi. Ôi đua với cụ à. Đối phương chắc cũng biết bất lực nên mới chùi như vậy. Còn Nedved ở build thế này thì Nedved chủ yếu là nên để xuất xa. Goretzka. Đường truyền của Eusebio. Làm gì còn cơ hội cho thủ môn nữa. Lewandowski.
quá nha, mình truyền cho vẫn là bàn thắng để Gullit sẽ ép. Mình thì cảm thấy tiền đạo nó chạy ở giữa dễ chơi hơn là nó bị lệch sang cánh, lệch sang biên một tí. Ôi, ông nào chuyện hay vậy. Chuyện đầy tính sáng tạo. Lên nào. Về hết luôn nha. Em đổi con Rory, em đợi Rory lên giá với Koulibaly á, để mua tiền vệ khác cũng được nhé. Quá nhẹ nhàng, đó là sao Hùng Viên. Sebio. Sơ về team này thì vẫn ổn. Như lúc nãy có nói là sẽ phù hợp nếu mà mình đá chậm. Cảm giác những con hàng này nếu mà đá nhanh thì sai số là sẽ lớn đấy. Có nhiều tình huống mình truyền cái đường đi của bóng nó không hợp lý, nó làm bị chậm vào tấn công một tí. Tuy nhiên thì cũng chỉ ít thôi. Chứ còn những đường truyền quyết định mình thấy là cũng tương đối khá. Không đến mức là không chơi, không đến mức là tệ quá. Son hay là Lewandowski chạy chỗ đều được khôn cả. Trước đó thì là Eusebio ở đây và Neves ở vị trí này thì cũng được luôn. Nhưng mà theo mình nhé, theo mình thì nên là để CM ở đây thì nên để con này là khoảng một con chuyền tốt như Reuner á, để cung cấp bóng tốt hơn cho hai ông phía trên. Và đó là những trải nghiệm của mình về hình tiêu quốc dân trị giá 360 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ subscribe để những kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.